Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, thì mình còn ghé lại sân phân của Mercedes Phú Mỹ Hưng. Thì nhu cầu của vợ chồng mình thì cần thêm một chiếc xe nữa. Thì sau khi nghiên cứu tất cả các hãng thì mình quyết định chọn Mercedes. Thì qua sự giới thiệu của em Mạnh Lê thì mình quyết định chọn con C300 AMG cửa sổ trời Panorama. Thì vấn đề mà chọn đây thì thứ nhất là cái xe nó đảm bảo cái vấn đề là hình thức đẹp và đầy đủ option và đầy đủ đồ chơi và mang lại cái an toàn và rất là quý phái. Và một điều nữa là mình tạo bất ngờ cho bà xã mình là hôm nay là tặng cái món quà sinh nhật, muốn tặng bà xã một con Mercedes để thỉnh thoảng bà xã mình đi lại và phục vụ đứa đón con đi học và hai vợ chồng có thể đi chơi đâu đó, phi vu và cảm giác tận hưởng những cái tối ưu nhất, những cái mà đẹp nhất của Mercedes mang lại. Vâng, xin cảm ơn. Chuẩn bị là đến ngày sinh nhật của vợ Thúy rồi. Thì không biết nói gì hơn. Thì chúc vợ Thúy là luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Và anh thì không có món quà gì ngoài món quà nhỏ bé này, thì anh quyết định chờ đến hôm nay là làm một điều bất ngờ cho vợ Thúy và tặng vợ Thúy cái món quà là một chiếc xe để đi lại thuận tiện, để mà thỉnh thoảng đưa đón con đi học hoặc là chở thằng Thúy đi chơi hoặc là chồng con đi nhậu xe xịn thì bữa nào đó. Vâng, chúc mừng vợ Thúy, happy birthday. Vợ Thúy à, đang đâu đấy, có ngủ chưa, về chưa? Anh đang ở Mercedes Phú Mỹ Hưng này, chỗ em Mạnh đấy. Ừ, mẹ rảnh mẹ chạy qua đây đón ba về cả. Ừ, khoảng 15 phút nữa, ừ, khoảng 3 giờ đấy. Ok, ừ, anh đợi đấy nhá. Vâng, qua chơi à, Mạnh mời tới chơi ạ. À? Đâu, tới đây xem xe thì bây giờ đã chọn cái xe nào để dành tiền của năm mua. Để cuối năm mình đã đi. Thôi đi ra, ra xem đi, ra xem đi. Cho chọn, cho chọn. Đúng rồi, đúng Mạnh nó ra động lên thì có những gà ra biết con. Cái đụng mạnh như thế này, đụng gì đụng nhẹ nhẹ đây. Chúc mừng anh sở hữu được chiếc xe. Được lắm. Nói chung là chưa mua xe nhưng mà tặng trước. Chúc mừng xin được vừa vô nè. Đây nha. Cảm ơn. Bạn chụp anh, chụp anh nữa, chụp anh nữa, chụp anh. Đây. Thôi là muốn đời luôn, muốn đời luôn, khỏi về cuối năm rồi. Alo. Đẹp quá. Có động nhà nó hít vô thôi. Đẹp được chưa?